lên được trên canh hộ và vị trí của Bruno này. Ở đây chắc có một mình nó thôi. Ôi, ôi, ui, ui, vãi nồi, đang con trâu kìa. Đu, đu, đu mẹ. Ôi, con trâu support nó solo kill. Ui, bộ bộ đầy máu, vãi trường. Vãi nồi. Ôi, 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 con trâu, ui. Ôi, ôi, con trâu này nó lên support đam rồi. Ủa, cái meta này bây giờ meta con trâu nó đánh theo kiểu support lên đam à? Tìm bạn thừa đam vãi cả trường. Ok, giao tranh tìm con này. Ôi, thôi, con Teris làm. Ôi, hồi máu. Sốc này hồi máu thì chó nào kịp. Vãi cả nồi. Thằng này trâu đam ạ. Sợ nhở. Ôi, sợ nhở. Wipe out all the injustice in the world. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Thì đây là cái video clip Mỡ sau khi mà bị nhét hành bởi một thanh niên 500 sao chỉ tôn mùa trước cầm trâu đam ở thời điểm hiện tại đang ở rank bách chiến. Thì Mỡ ngay lập tức Mỡ thử áp dụng lại cái con trâu này vào trong một cái trận đấu đánh rank để xem cái sức mạnh thực sự của con trâu đam này là như thế nào. Và ở trong trận đấu này thì sau khi mà Mỡ xem lại những cái highlight và Mỡ thử xem cái lối lên đồ đến từ cái con trâu đam đó, thì Mỡ mới thấy là cái con trâu đam đấy nó cầm cái đôi giày đảo đường liệt kích cho trâu, và sau đó lên cái búa phẫn nộ và tiếp đến là đắp những cái món đồ đam đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Cái con trâu thì Mỡ đã làm video clip cho anh em cách đây mấy hôm trước rồi. Mỡ cầm cái con trâu đấy nó đi đường đường kinh nghiệm thì Mỡ lên trâu đam như bình thường thôi. Nhưng Mỡ mới chợt nhận ra rằng meta này trâu xuất hiện nhiều vãi ò, trong này là có bụi đến từ Layla đúng không? Rồi ok. Ở trận đấu này thì Mỡ quên mất Mỡ không ghi lại những cái phút đầu tiên. Và Mỡ phải đến giữa game Mỡ mới chợt nhớ ra là ơ chết bỏ Mỡ quên mất mình không ghi lại cái trận đấu này. Và thôi Mỡ phải đánh vào Mỡ quay lại cái video clip này để Mỡ cho anh em xem. Cái con trâu đam này thì ở meta hiện tại nó được thừa hưởng cái nội tại đến từ cái vị tướng đấu sĩ này, khi mà cái nội tại của trâu bây giờ nó hồi nhanh hơn, nó di chuyển ngắn hơn để nó hồi nhanh hơn, và những cái cú đấm của nó đau hơn hẳn, đam nó to hơn. Rồi Mỡ xuống đường dưới để cho anh em xem thử con trâu đam mới cầm được một cái dao găm nhá. Lướt trên quyền đạo này, đấm thường hai cái, đấm thường ba cái, kích súng bái này, tiếp tục đấm thường, kích nội tại liên tục, lướt lên cái lại kích nội tại vào một con phó viết nửa máu, tôi đấm đúng nửa máu phút ra chuồng gà lên bảng điểm số luôn. Mà mới chỉ cầm được cho mình đó là cái dao găm, và bây giờ đấm nó xong Mỡ có tiền Mỡ mới lên được cái búa phẫn nộ. Trời ơi, ở đường giữa là có cái vị tướng Akai, đấm luôn anh em, ngại gì va chạm, lướt lên bắt đầu đấm tiến tấn triệt quyền đạo đồ các thứ các kiểu, và đấm này kích nội tại liên tục. Ui, cái con trâu này Mỡ nghĩ là ở thời điểm hiện tại anh em hoàn toàn có thể chơi theo cái kiểu chơi của cái thanh niên mà ở đầu video clip Mỡ có để cho anh em xem cái lối lên đồ của cái con trâu đấy anh em. Nó cầm trâu đi đảo đường, cầm liên kích lên đam. Ôi dồi ôi, nó đấm cho team bạn thì tầm này thì ra bã. Layla sẽ là mục tiêu ưa thích của Mỡ ở đường trên, triệt quyền đạo thi triển. Nhưng hơi lag một tí, Mỡ lại thi triển 3 thức triệt quyền đạo rồi. Mà tuy nhiên con Layla này nó đánh bất cần đời, chắc là nó có tốc biến anh em ạ. Lướt lên sút này, tốc biến nhưng thoát được không? Dồn sát thương không có, không có Ultra phát đấy. Cầm duy nhất một cái búa phẫn nộ lao lên dồn sát thương, Layla cút thẳng ra chuồng gà. Quái cả đạn đến từ cái con trâu này luôn. Nói thật với anh em là bây giờ cái trải nghiệm đến từ cái con trâu của Mỡ nó khác hẳn rồi đây anh em ạ. Trước thì Mỡ thấy có rất nhiều những cái lối chơi liên quan đến cái con trâu này, nhưng mà là trâu đảo đường lên tanh. Nhưng bây giờ Mỡ nghĩ anh em cầm cái con trâu mà anh em lên đi đảo đường, anh em lên đam cũng rất là ổn. Bởi vì khả năng nhồi đam đến từ cái con trâu này là tởm cực kỳ. Mỡ lại tiếp tục đảo xuống đường dưới, ở đây là có forward lại nửa cây. Hất tung thành công, mãnh long quái giang lùi ra một nhịp để tránh đam đến từ trụ và đấm thường, trời. Ui, tham bình máu kìa. Còn 1 HP vẫn lùi được về thành công đến từ cái con trâu này. Và sau đó tiếp tục đảo lên đường trên khi mà nhắm vào mục tiêu ưa thích ở đây, đó chính là cái vị tướng Layla. Nhưng trước tiên đó là dồn sát thương vào đó là Akai. Anh chàng này dùng con quay ngàn cân để tránh bị hiệu ứng hất tung và tiếp tục đi farm, nhưng không nghĩ rằng ở trong bụi tuyến sau là có cái vị tướng Fusion Mỡ lại hồi trịch quyền đạo và hất tung có được mạ gục đến từ Akai. Và xuôi Puti tốc biến đạp được Beric về trụ và đạp vừa khít vào cái tầm sát thương đến từ trụ luôn để mà có được cho mình đó là cái mạng ở phút thứ tư này. Và với thời điểm hiện tại, một cái con trâu nó đi đảo đường, nó cầm được sớm cái gươm thất hải nó áp đảo như thế này
thì anh em cũng đã thấy được sức mạnh của cái con Châu Đam trong cái việc dùng sát thương lấy những cái mục tiêu máu ảo rồi đúng không anh em? Ở đây đây thì đến thời điểm hiện tại là Mỡ đã nhớ là Mỡ đã phải quay video clip thì Mỡ cũng đã quay lại được và anh em có thể chuyển lại về cái màn hình in game mà Mỡ đang chơi. Thì đây là cái màn hình bình thường như anh em vẫn thấy Mỡ đang làm video clip, không có tầm nhìn đến từ bên phía của team bạn đấy, để mà những cái bước di chuyển của anh em nhìn sao cho nó gọi là gần gũi với anh em hơn. Và anh em có thể nhìn thấy với cái lượng sát thương đến từ cái con trâu mà anh em lên đồ đam này, cầm cơm thất hải này, cái liệt kích của Mỡ nó còn chưa kích anh em nhá, thì những cái cú đấm cú đá của Mỡ bây giờ nó thốn vãi ồ. Layla đang lên tương đối cao và Mỡ sẽ có mặt ở đây. Layla vẫn đang lên cao, một tình huống trực quyền đạo lao lên dùng sát thương. Ui đam nó kìa, ui đam của cái con trâu này bây giờ mà anh em dồn sát thương lên cái tụi xạ thủ thì một combo bọn xạ thủ ua ua lên bảng điểm số luôn, không nói nhiều. Và vẫn tiếp tục là những cái tình huống mà đảo đi ganh ba đường để có được tới 8 mạng gục ở trong cái trận đấu này. Ra đường giữa thăm nom, thăm hỏi và động viên đến từ vị trí của đó là những từ Kazita. Hơi tiếc vì tình huống vừa xong, nếu mà hất tung nhanh thêm một nhịp nữa thì Kazita chắc chắn lên bảng điểm số trong tình huống vừa xong. Đây nói thật với anh em, đây là cái con trâu mà kiểu dị vãi nổi. Khi mà nhắc đến trâu đảo đường thì anh em sẽ chỉ nhớ đến những cái con trâu tanh thôi anh em. Nhưng đây là cái con trâu đam đi đảo đường, một trong những cái lối chơi Mỡ rất yêu thích đến từ cái vị tướng trâu này, chỉ có điều nó đi đảo đường mà thôi. Và đây là một tình huống mà Akai dí được ở đây là Fusion. À đâu, đây là Intora vào địa hình. Một con Akai với full cây máu Mỡ đấm thẳng vào mặt nó anh em này. Trời ơi. Ôi, vai trưởng ạ. Sát thương lên đến nóc. Tình huống vừa xong là không thể nào mà cái lượng sát thương đến từ vị trí của đó là cái cô nàng, đó là cái con Savannah mà nó đủ đam được cả. Và Mỡ đập vào bụi ở đây, trừ quyền đạo thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, hất tung đạp đập thường, kích nội tại cuồng hỏa súng bái và có được mạng đi từ Kazita luôn. Tiếp tục di chuyển lên đường trên, có lẽ tầm này ganh vào vị trí của Layla là cũng không cần cho mình đó là cái chiêu cuối, nhưng mà cái con Layla bây giờ là nó có tốc biến anh em nhá. Thôi chúng ta cứ chờ cái mạnh long quá giang hồi đã, thì triển thức một trừ quyền đạo này, thức hai trừ quyền đạo lướt đến này, tốc biến ulti hất tung luôn mạnh long quá giang. Layla tốc biến đi nhưng Mỡ đu được theo đến từ nhịp thứ hai của mạnh long quá giang vào mạng thứ 11. Ui đấm nó đã gì đâu, đấm nó phê gì đâu đến từ cái em trâu này anh em ạ. Và thời điểm hiện tại phút thứ sau đã có được 11 mã gục rồi, đi ganh ở cả ba đường, đảo đường gánh team đến từ con trâu, đảo đường lên phun đạp là đây, còn gì nữa hả anh em. Team bạn mất đi cho mình đó là trục đường trên và kèm theo đó là trục đường giữa, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn cần phải đánh cẩn thận, bởi vì cái con trâu đam này như anh em có thể nhìn thấy nó có rất nhiều đam nhưng nó tương đối mỏng bởi vì nó không có một tí đồ phòng thủ nào. Món đồ thứ hai mà Mỡ lên cho con trâu đam này đấy chính là cái lưỡi liềm thợ săn anh em nhá. Và đây là một cái con for viết đầy máu dồn sát thương lên nó này, nó có ulti đúng không anh em, không cho nó ulti, hất tung nó một nhịp này, đạp nó về một nhịp này để câu đi cái thời gian ulti đến từ for viết. Và for viết hết ulti trong tình huống này lướt lên một kích nội tại mạng thứ 12. For viết rất cứng nhưng Mỡ đã có được cho mình những cái tình huống mà đạp tương đối mượt đến từ cái con trâu ở trong cái tình huống này. Và có lẽ là chúng ta sẽ đẩy đường lên cao, nhưng ở đằng sau là có vị tướng Akai đầy máu đập thường một nhịp này. Akai tầm này hết skill chạy rồi, Yuzun combo dồn ra có thiên phạt kiếm và con Akai lên bảng điểm số. Thì ở trong trận đấu này thì Mỡ đang chơi lại đúng với những cái set đồ mà thanh niên trâu 500 sao Chí Tôn chơi theo cái kiểu gọi là trâu lên đam đảo đường. Anh ta lên cái gươm thất hải, sau đó là đến cái lưỡi liềm thợ săn và tiếp đến là cái thiên phạt kiếm, sau đó sẽ là hai cái món đam tiếp theo là cái súng nộ năng và kèm theo đó là cái gươm tuyệt vọng. Khi mà anh em cầm được cái set đồ này mà anh em kích được cả cho mình đó là cái đảo đường liên kích, rồi thì có gươm thất hải và có nội tại của trâu thì một đấm đi nửa cây máu. Ở đây là có Kazita làm gì đây, muốn ăn bùa tím trước mặt tôm Mỡ à, sút rất đau và lực đến từ cái con bài trâu này, không còn gì để chê nữa rồi anh em ạ. Hỏi sao dạo này Mỡ thấy gần đây trâu được pick nhiều vãi cả trường. Bây giờ cái con trâu anh em sẽ thấy mật độ của nó xuất hiện rất là nhiều với cái lực bút đến từ Mewtwo. Đấy, chúng ta sẽ vẫn thấy được ở trong những cái trận đấu rank cao là trâu đi đảo đường lên tanh thôi. Nhưng mà anh em ạ, cái con trâu này đi đảo đường lên đam vẫn làm cái gì đấy rất tuyệt vời. Có For Veus đang dồn sát thương, chiêu cuối nhảy tung la tung lưng tơ lưa nhưng Mỡ hạn chế di chuyển để mà tránh những cái tình huống mà For Veus nó dã gạo đêm khuya. Và ở đây là đang có cái vị tướng Beric kèm theo đó là For Veus. Mỡ sẽ không đấm hai con này làm gì cả anh em ạ, đừng nó gãy tay với cả gãy chân đấy. Rồi đi vòng lên đường trên không phát hiện ra được vị trí của Layla đang giao tranh. Ơ Layla đây này anh em này, có tốc biến không, từ từ nhá. À không tốc biến à, thế thì ui một sút Layla lên bảng điểm số, có tốc biến trong tình huống này. For Veus thấp máu, một lướt chỉ quyền đạo, hai lướt và ulti tốc biến đâu đó là skill một tốc biến hạ gục đi được For Veus. Tiếp đến lướt ra một đấm một đạp có lặn xuống nước đến từ Kazita, lướt lên tiến tấn lao và hất tung cố được mạng đi từ Kazita, triple kill đi một vòng để tránh tầm dồn sát thương đến từ Akai. Nhưng mà không sống được rồi anh em ạ, con Akai nó vẫn còn rất nhiều máu đi. Và ở đây là có cái con Fusion lao và dồn sát thương hạ cũng đi được đó là Akai.
Và như vậy là Mỡ đã phải lên bảng điểm số lần thứ hai ở trong cái trận đấu này rồi. Nhưng trước đó Mỡ đã ăn được đến 16 mạng, nhưng mà Mỡ đang không biết là bên phía của team bạn ấy thì tụi nó nhận được bao nhiêu tiền ở trong cái tình huống mà Mỡ bị shutdown, một con trâu hạ gục đi được bằng số mạng gục đi từ bên phía của team bạn luôn. Và với cái việc Mỡ bị lên bảng điểm số thì cả lò team bạn nó xanh anh em nhá, chứ không phải là cái đứa mà nó kết liễu Mỡ nó được tiền thôi anh em ạ. Và team bạn ở thời điểm hiện tại đang ăn lót, Mỡ hồi sinh dậy không có tốc biến, nhưng lượng sát thương ở thời điểm hiện tại đang là rất lớn với gần 960 điểm liệt kích, kèm theo đó là có thiên phạt kiếm rồi. Giao tranh đang được nổ ra trong tình huống này. Fusion thì đây là kết liễu và mục tiêu của Mỡ là em Kazita không lặn được xuống nước, và đó là mạng thứ 17 Mỡ sẽ chắn đam đến từ Layla. Có được cho mình đó là cái con rùa và tốc biến lên đến từ Hân Bì rất hổ vào vâng khá tuyệt vời. Team Mỡ quét dơ team bạn ở trong cái pha giao tranh vừa xong và ăn được cả luôn đó là cái con lót, tiếp tục có được cái lợi thế để mà tránh team bạn có được những cái tình huống lật kèo ở trong trận đấu này, rồi sẽ làm cái pha gọi là di chuyển để mà lấy tầm nhìn ở đây. Có Akai, Akai level 12, anh ta ngay lập tức dùng con quay ngàn cân anh em ạ, và anh ta đang di chuyển rất xa để đuổi vào vị trí của Utora. Mạnh Long của A Giang dồn sát thương và chết quyền đâu, đó là một tình huống nhịp hai của Mạnh Long của A Giang, hạ gục đi được Akai. Vẫn sẽ vòng ra tuyến sau anh em nhé. Beric lướt một nhịp, lướt hai nhịp, lướt ba nhịp, đấm kích thiên phạt kiếm mạng thứ 19. Ở đây là có vị tướng Forvet, anh ta đang nhảy rất đam mê. Có cả Kazita ở tuyến sau, nhưng thôi chắc là tầm này mình lùi về mình nhịp anh em nhá. Tiếp tục lướt này, có chiêu quyền đến từ Layla và Mỡ sẽ lùi về, bởi vì team Mỡ không còn ai cả trong cái pha giao tranh vừa xong. Và với một cái con trâu KD 19 24 như thế này, ôi trời ơi, đấm như thế này thì team bạn thở kiểu gì. Mạng thứ 35 của team Mỡ, trong khi đó team Mỡ đóng góp, cá nhân Mỡ đóng góp 19 mạng gục. Mục tiêu của chúng ta trong trận đấu này có lẽ là sẽ ưu tiên vào em Layla, bởi vì con Layla về late game bắn chúng ta rất là đau và nó bắn ở tầm xa, và chúng ta sẽ cần phải kết liễu đi được nó. Ở đây là có cái vị tướng Kazita không có lặn đúng không? Ui, cái đam của nó mãn nhãn thực sự luôn đi anh em ạ. Một đấm một sút tình huống vừa xong là chắc chẳng cần Mạnh Long quá giang đâu, nhưng mà Mỡ sút cho nó đẹp mắt thôi. Chứ cái tình huống vừa xong anh em chỉ cần gọi là lướt lên tiền tấn đấm thường cái là Kazita lên bảng điểm số mất rồi. Team bạn đang cử hai con tanh cờ và đang tràn lên bên phía của team Mỡ tuyến trên, nhưng mục tiêu của Mỡ là đi tìm Layla. Layla có mặt ở đây, lướt hất tung. Ui, không cần hất tung, đấm thường một cái và bây giờ mới là hất tung tốc biến này. Lướt lên đấm một nhịp nhưng Beric là rất cứng, Mỡ tránh ra khỏi tầm dồn sát thương. Ơ nhưng mà anh kia rồi. Ui, lót MVP anh em ạ. Wow, và trên đây là video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về cái con trâu đảo được lên đam liệt kích. Nếu anh em thấy video clip này của Mỡ thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh nha.